chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, đúng từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024, tuổi Đinh Dậu sinh 1957, hưởng lộc trời ban, tiền vàng chất đống, đổi đời giàu không kịp trở tay. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Đinh Dậu sinh 1957 thân mến, trời có nắng có mưa, có nóng có lạnh, dạng sự thế gian thay đổi và không có gì bất biến. Trong tử vi cho thấy, trung vận của Đinh Dậu họ là người cầm cờ đỏ, đứng đầu đội đen, tức là xui nhiều hơn may, đau nhiều hơn vui, trắc trở, khó khăn nhiều hơn hanh thông, thuận lợi. Trong cái đoạn tiền trung vận đó, công sức đổ vào nhiều mà thu hoạch thì chưa tương xứng. Tử vi học có nói rằng, cuộc đời có lúc thăng, lúc trầm, lúc thịnh vượng, lúc thất bát, chẳng ai có thể đoán trước được. Cùng với sự xoay dần không ngừng đổi thay qua mỗi ngày của thời thế, vận khí của 12 con giáp cũng có những sự biến đổi liên tục. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, người nào biết nắm chắc cơ hội vào những lúc vận khí tăng cao, chắc chắn người đó sẽ thành tựu thăng hoa, chặng đường năm mới đã đi quá nữa. Nhiều người đặt ra cho mình những mục tiêu và dự định để đặt nền tảng vững chắc cho giai đoạn đầu năm. Ai cũng mong mình sẽ là con giáp bùng nổ tài lộc, được hưởng giàu sang phú quý. Thế nhưng đời đâu như là mơ và luôn có những khúc cua, khúc quanh co, luôn thử thách bản lĩnh và ý chí kiên cường của mỗi chúng ta. Mới đây nhất, các bậc thầy tử vi tiết lộ bí mật, từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch này, tuổi Đinh Dậu biết được điều này, đến thời cải vận thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ. Tiền bạc ập đến, mua nhà, tậu xe và đặc biệt tuổi Đinh Dậu sinh 1957, nhờ tính cách chịu thương, chịu khó, giản dị, tiết kiệm mà người yêu, kẻ mến, quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường. Vượt qua vận hạn, phúc lộc, các tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn trong tương lai. Có nhà cao, cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng, về già an nhàn, hưởng phúc bên con cháu. Vậy, hãy cùng xem diễn biến vận trình từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Dậu ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý cô bác tuổi Đinh Dậu thân mến, tôi không thích cái suy nghĩ nửa đời rồi mà sao không cứ bình bình mà trôi. Đinh Dậu không cố gì bản thân thì cũng còn có thân sinh phụ mẫu, còn cả một bầy con cái, thế hệ sau đang trông chờ, nên giờ là thời điểm vàng để có thể cố. Giờ là lúc sức khỏe Đinh Dậu hãy còn, sức trẻ Đinh Dậu vẫn có, sức bền Đinh Dậu cũng duy trì được. Chứ để thêm vài năm, lúc đấy cơ năng trong cơ thể Đinh Dậu bắt đầu trì trệ, khi đó mới muốn đấu một trận thì quả thật đậm chất bô lão, cố quá mà dễ gãy người. Vấn đề của Đinh Dậu là gì? Một là họ không biết bắt đầu từ đâu để thay đổi hoàn cảnh, hai là có thể là một thời gian họ sẽ mất đi động lực để duy trì, hoặc giả chưa hiểu rõ cái khái niệm kỷ luật, cách thức để có được sự nhất quán trong hành vi, trong suy nghĩ khi nhập cuộc. Ba là có thể họ có tham vọng nhưng hiện giờ họ hơi hèn đi một tí, vì đời phải cho đi nhiều quá, cũng bắt đầu mòn đi một tẹo, vì tuổi tác, môi trường xung quanh, những kẻ bàn lùi, cũng có chút sợ nhiều hơn một xíu, vì lỡ thua thì những trách nhiệm chồng chéo trên vai sẽ phải xử lý kiểu gì. Đầu tiên, sẽ là đặc điểm tính cách nổi bật của tuổi Đinh Dậu sinh 1957. Tuổi Đinh Dậu sinh 1957, cầm tinh con gà, đứng thứ 10 trong số 12 con giáp hay còn gọi là độc lập chi kê, tức là gà độc thân, ngũ hành sơn hạ quả. Mệnh quả, tức lửa dưới núi, cung phi đoài, tướng xương con gà, tướng tinh con khỉ, nam cung đoài, kim tây tứ mệnh, nữ cung cấn, thổ tây tứ mệnh. Người tuổi Đinh Dậu sinh 1957 mang đầy đủ tính cách của thiên can đinh. Người thiên can đinh là âm quả, tính chất của họ đều là những người có tính cách ngoài lạnh, trong nóng, nhu trung, hữu cương. Khi nhìn bề ngoài, mọi người thường đánh giá họ có tính cách trầm tĩnh, mềm dẻo, nhưng bên trong người họ lại có một mặt tính cách sôi nổi và cứng rắn, trái ngược với những gì họ thể hiện ra bên ngoài. Đặc biệt, họ tế nhị nhưng hay đa nghi và lặng lẽ quan sát mọi người. Trong đầu họ có nhiều tâm tư, tính toán và hay suy tính lung tung. Đinh Dậu là người sắc sảo, hóm hỉnh, tài năng và quyết đoán. Họ thích phiêu lưu và không ngừng tìm kiếm những miền đất mới để thám hiểm và thử thách chính mình. Thường thì họ sẽ thành công nhờ trí thông minh và sự hợp lý. Người tuổi Đinh Dậu ít khó tính hơn, họ sẽ không cân nhắc quá kỹ các chi tiết mà tập trung vào toàn cảnh, tất cả trong công việc lẫn trong quan hệ. Điều này giúp họ ít bỏ lỡ các cơ hội quan trọng trong cuộc đời hơn. Đa số Đinh Dậu gặt hái được nhiều thành công nhờ sự thông minh của mình,
Tính cách kín đáo và sự kỳ vọng quá cao ở những người khác khiến Đinh Dậu không thích giao du với quá nhiều loại người. Hành quả mang lại tính chủ động và sự nhiệt tình, giúp Đinh Dậu cởi mở hơn, giao tiếp rộng rãi hơn. Họ có thể hòa đồng với nhiều loại người hơn so với các tuổi Dậu còn lại. Tuy tuổi Dậu mang trong mình tính cách kín đáo, không thích giao du với nhiều loại người, nhưng mà hành quả lại mang tới cho họ sự nhiệt tình và chủ động, giúp cho Đinh Dậu có thể cởi mở hơn. Bên cạnh đó thì hành quả cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tác phong của Đinh Dậu. Cụ thể là họ khá chú ý tới phong cách của mình và coi vẻ ngoài là tài sản quý giá cần phải chăm chút thường xuyên. Đinh Dậu thuộc mẫu người rất tự tin. Họ thường không chủ động trong đời sống tình cảm mà luôn chờ người khác theo đuổi. Nhìn bề ngoài, họ dường như không hề lo lắng đến việc họ có hay không có một tình yêu chân thành. Tất cả mọi chuyện đến với họ có phải là giả tạo hay không. Thế nhưng trong thâm tâm, họ vừa là những người theo chủ nghĩa lãng mạn, lại cũng vừa là những người theo chủ nghĩa lý tưởng. Họ luôn tin tưởng rằng mình sẽ có được một tình yêu lâu bền. Đinh Dậu tinh tế một cách tự nhiên và hết sức cuốn hút trong phong cách. Họ chú ý tới hình thức của mình nhiều hơn tất cả các tuổi Dậu còn lại. Họ coi vẻ ngoài là tài sản quý và dành nhiều thời gian để chăm chút cho nó. Đinh Dậu tự hào về cách ăn mặc có phần bóng bẩy và đặc biệt chú ý giữ gìn hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Sự tinh thông cũng như thái độ tự tin của Đinh Dậu là vấn đề không thể bàn cãi. Tuy nhiên họ tự tin quá mức. Đôi khi sự độc đoán và thiếu tế nhị của tuổi Đinh Dậu có thể gây tổn thương cho bạn bè và đồng nghiệp. Do ý thức rất rõ về tài năng và trí thông minh của mình, họ đương nhiên cho rằng cách nhìn của mình luôn là tốt nhất và tất cả mọi người nên theo gương họ. Đinh Dậu nói chung là có tư duy, sự trung thực và năng lực làm việc hết mình là những điều quan trọng hơn cả. Họ thường không bằng lòng với những người không có đủ các phẩm chất nói trên. Tuy nhiên, với Đinh Dậu thì mọi chuyện lại hơi khác. Nhờ khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau, có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người, trong khi vẫn giữ được mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm giúp Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Họ tạo niềm cảm hứng cho những người khác thông qua tính tổ chức và đạo đức trong công việc. Bằng đôi mắt tinh anh, họ biết cách phát hiện những yếu tố giúp kéo mọi người lại gần nhau hơn. Đinh Dậu có đặc trưng trong tính cách là nhiệt tình, linh hoạt, sáng suốt, tháo giác, nhưng sốc nổi và khó kiềm chế cảm xúc, nhanh nổi nóng, không giỏi che giấu nội tâm, thẳng thắn, bộc trực. Đinh Dậu có khả năng truyền cảm hứng và kỹ năng lãnh đạo khá tốt. Nhờ khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau, Đinh Dậu có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người, trong khi vẫn giữ mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm giúp Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Họ tạo niềm cảm hứng cho những người khác thông qua tính tổ chức và đạo đức trong công việc. Bằng đôi mắt tinh anh, họ biết cách phát hiện những yếu tố giúp kéo mọi người lại gần nhau hơn. Với tính cách tuổi Đinh Dậu ưa khám phá, họ cũng thích mạo hiểm, thích đi lang thang, thích di chuyển đi đây, đi đó. Họ ghét cãi giả, không thích sự bất hòa. Mỗi khi điều đó xảy ra họ lặng lẽ bỏ đi, cho dù đó là một cuộc cãi giả có ích, có tính xây dựng đi chăng nữa. Trong mắt mọi người, hành động này được xem là trốn tránh vấn đề. Nhược điểm không nhỏ của những người này là họ nghi ngờ về khả năng làm vừa lòng người khác của mình. Họ không chắc chắn về việc mình có quyến rũ không, vẻ ngoài của mình có được đẹp không, sự tự tin mình thể hiện như vậy có ổn không. Thế nhưng, họ không bao giờ muốn bộc lộ nỗi lo sợ này ra ngoài. Người tuổi Đinh Dậu luôn tỏ ra rằng mình đầy kiêu hãnh, tự tin rằng mình hoàn hảo. Đó là lý do nhiều người nhận thấy họ quá kiêu căng. Nếu họ điều chỉnh tính cách này càng sớm càng tốt, thì cơ hội thành công đến với họ cũng dễ dàng hơn. Điều đáng khâm phục ở người tuổi Đinh Dậu là luôn phấn đấu hết mình để vươn lên những đỉnh cao trong sự nghiệp. Họ dũng cảm, ưa thử thách, vì vậy rất thích hợp để theo đuổi những công việc áp lực cao. Nếu là nhân viên với khả năng làm việc độc lập của mình, họ có thể đạt được thành tích cao trong công việc. Họ yêu nghề, tự giác và có trách nhiệm cao. Chính vì vậy, cấp trên luôn hài lòng về kết quả mà họ đạt được và ghi nhận những đóng góp của họ. Những người tuổi Đinh Dậu có khả năng thích ứng rất tốt. Họ có thể sống ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chính vì lý do này mà những người này không hề sợ thay đổi và thậm chí họ muốn có sự thay đổi. Bởi vì đó là lúc họ thấy rõ điểm mạnh của bản thân khi thích ứng với hoàn cảnh. Luận giải Tử Vi thấy rằng, tuổi Đinh Dậu có cuộc sống tiền vận và trung vận không được thuận lợi. Chỉ khi bước sang hậu vận thì mới được hưởng sang giàu, quyền quý.
Khi tuổi còn trẻ, cuộc sống gặp nhiều trắc trở, đến khi bước vào trung vận, sự nghiệp mới được vẹn toàn, công danh của Đinh Dậu có lên cao, có tạo được nhiều tên tuổi cho đời. Tuy nhiên, luôn luôn phải cẩn thận vì số luôn bị phản bội, sự nghiệp được vững chắc vào tuổi 40 trở đi, tiền bạc có nhiều tốt đẹp tạo được sự sống cao sang, quyền quý. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi Đinh Dậu sinh 1957 từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024. Xem tử vi từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch cho người tuổi Đinh Dậu, con giáp này sẽ phải đối diện với khá nhiều khó khăn. Bản mệnh có thể vô tình phát hiện ra những bí mật bị ẩn giấu trong thời gian dài, nhưng hãy coi đây là cơ hội để bạn nhìn nhận rõ bộ mặt của một vài người. Về phương diện công việc, cục diện tương hại cho thấy con đường sự nghiệp của bạn sẽ gặp phải nhiều nguy cơ. Thời điểm này, hãy chỉ tin tưởng vào bản thân mình và dựa vào sức của chính mình thôi. Bởi khi đứng trước lợi ích, những bạn bè, người quen tưởng chừng thân thiết cũng có thể sẵn sàng quay lưng lợi dụng bạn. Phương diện tài chính cũng chưa có nhiều khởi sắc khi bạn phải chịu sự cạnh tranh, giành giật gay gắt từ đối thủ. Hãy thận trọng khi đưa ra quyết định hợp tác hoặc ký kết hợp đồng với ai đó. Tốt nhất, bạn nên dành nhiều thời gian để xác minh thông tin, nắm rõ tình hình thực tế cũng như hiểu rõ về người sẽ hợp tác với mình. Trong khoảng thời gian này, dù tuổi Đinh Dậu phải đối diện với nhiều khó khăn, trắc trở, nhưng may mắn là sức khỏe của người tuổi Đinh Dậu khá ổn định, bản mệnh hãy dành thời gian để rèn luyện thể dục, thể thao hoặc đi bộ hít thở không khí. Như vậy, bạn sẽ thấy cơ thể khỏe mạnh hơn, tinh thần nhẹ nhõm hơn, không bị vướng mắc những suy nghĩ tiêu cực, bi quan. Tuy nhiên, phương diện tình cảm gia đình lại đem tới cho bản mệnh nhiều niềm vui nhờ có các tinh bách diệt soi chiếu. Bạn có thể thoải mái tận hưởng hạnh phúc mà tình cảm gia đình mang lại. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Đinh Dậu sinh 1957 từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Đinh Dậu sinh 1957 từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Xem tử vi từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Dậu thấy rằng con đường sự nghiệp của người tuổi Đinh Dậu đầy rẫy nguy cơ trong khoảng thời gian này. Vì vậy, bạn làm gì cũng cần thận trọng dựa vào sức của chính mình, chớ nên dễ dàng nghe theo lời ngon, tiếng ngọt của người khác. Tương hại cho thấy, nhiều người tiếp cận bạn trong thời điểm này đều nhằm một mục đích nào đó, đặc biệt là với người làm lãnh đạo. Bản mệnh cần luôn giữ đầu óc tỉnh táo để nhìn rõ trắng đen, mọi việc không nên tin theo lời xu nịnh của cấp dưới kẻo đưa ra những quyết định sai lầm. Nếu đang ấp ủ một dự án nào đó, thì tốt nhất bạn nên giữ trong lòng và yên lặng thực thi. Không nên vội vàng chia sẻ cho người khác, nếu không dễ bị kẻ xấu ăn cắp ý tưởng bằng cách tiết lộ những thông tin quan trọng. Hãy thận trọng trong các mối quan hệ xã giao, bởi khi lợi ích xuất hiện, một vài người bạn tưởng chừng thân thiết cũng có thể sẵn sàng quay lưng phản bội. Bạn không có lòng hãm hại người nhưng cũng cần phải đề phòng mọi người. Tuy nhiên, vận trình của bạn vẫn sẽ xuất hiện một vài điểm sáng do tam hội trợ vận. Chỉ cần bạn nghiêm túc tập trung cho công việc, không quên quan, khoác lác hoặc tin người quá dễ dàng, thì vận trình nhìn chung là bình ổn. Bạn cũng vẫn có cơ hội được gặp gỡ với quý nhân và được giúp đỡ ít nhiều. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Đinh Dậu sinh 1957 từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Tử vi từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Dậu cho thấy tình hình tài chính của người tuổi Đinh Dậu cũng có dấu hiệu trì trệ. Bởi bạn phải đối diện với nhiều khó khăn thử thách, có thể những kế hoạch trước đó cũng buộc phải chững lại do cả yếu tố khách quan và chủ quan. Thời điểm này, do tương hại chiếu mệnh nên bạn phải cạnh tranh khá gay gắt với đối thủ. Có thể đối phương sẽ nghĩ ra nhiều cách để cản trở công việc làm ăn của bạn. Vì thế, bạn cần tỉnh táo và bình tĩnh để không nghiêm trọng quá các vấn đề, đồng thời tìm ra được cách giải quyết tình huống phù hợp nhất. Nếu có ý định hợp tác hoặc đầu tư vào đâu đó, bạn cũng không nên đưa ra những quyết định quá mức chóng vánh. Bản mệnh cần có thêm thời gian để kiểm chứng các nguồn thông tin, nắm rõ tình hình thực tế cũng như tìm hiểu kỹ hơn về người sẽ hợp tác với mình. Khi có người muốn vay tiền của bạn, bạn cũng cần phải hiểu rõ đối phương có đáng tin hay không. Với những người đã lâu không liên hệ, tốt nhất bạn nên tìm cách từ chối khéo, nếu không thì một khi tiền đã ra khỏi túi thì khó đòi về được.
Tử vi từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Dậu cho thấy túi tiền của người làm công ăn lương cũng không được rủng rỉnh như ý muốn. Con giáp này cần cẩn trọng trong công việc để không mắc lỗi sai, phải dùng tiền túi để đền bù. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo của tuổi Đinh Dậu sinh 1957, từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Căn cứ tử vi từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Dậu cho biết, trái ngược với vận trình sự nghiệp và tài lộc khá ảm đạm, thì phương diện gia đạo của người tuổi Đinh Dậu lại có nhiều điểm sáng. Bạn có thể thoải mái tận hưởng hạnh phúc mà tình cảm gia đình mang lại. Bạn cũng rất tỉnh táo trong các mối quan hệ và chủ động giữ khoảng cách với những người có ý định tiếp cận mình. Bạn không muốn mình bị lợi dụng, rơi vào cảnh tình ngay lý gian hoặc khiến những người thân thiết nhất tổn thương. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Dậu sinh 1957, từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Xem tử vi từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 của tuổi Đinh Dậu cho thấy, sức khỏe của người tuổi Đinh Dậu khá ổn định trong khoảng thời gian này. Dù bạn phải đối diện với nhiều khó khăn, trắc trở, cũng vì thế mà bạn có đủ sức để ứng phó và vượt qua. Hãy dành thời gian để rèn luyện thể dục thể thao hoặc tản bộ hít thở bầu không khí. Như vậy, bạn sẽ thấy cơ thể khỏe mạnh hơn, tinh thần nhẹ nhõm hơn, không bị vướng mắc những suy nghĩ tiêu cực, bi quan. Dù công việc có bận rộn đến mấy, đừng quên sinh hoạt điều độ, hạn chế ăn đồ cay nóng hoặc nhiều dầu mỡ. Khi bạn sống khoa học thì bạn sẽ có đủ sức khỏe để bắt tay vào làm mọi việc. Cẩm nang dượng vận từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024. Khẩu quyết: hãy cẩn thận khi xã giao, người quen cũng có thể lợi dụng bạn vì lợi ích. Màu sắc may mắn: nâu, xanh. Con số may mắn: 90, 33, 18. Quý khán giả thân mến, và không để cho quý khán giả phải chờ đợi thêm, sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Đinh Dậu sinh 1957, từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024. Đầu tiên, tử vi từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Dậu sinh 1957, tức từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 8 âm lịch. Theo tử vi tuần mới của tuổi Đinh Dậu, bản mệnh sẽ đón nhận tin vui các lành. Tuổi Đinh Dậu sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các tinh, con đường công danh, sự nghiệp trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn. Đây là thời điểm bạn cần sự thúc đẩy và may mắn để đạt được những mục tiêu đã đề ra. Thời điểm đầu tuần các khí dưỡng giúp tài vận phát triển, vì vậy bản mệnh nên tận dụng thời điểm này để kiếm tiền và chuẩn bị cho các khoản chi tiêu. Tuy nhiên, đến giữa tuần có dấu hiệu hao tài, bạn nên lập kế hoạch tài chính rõ ràng để tránh chi tiêu hoang phí và mua sắm quá độ. Công việc của tuổi Đinh Dậu trong tuần này có thể trở nên bận rộn và áp lực lớn, khiến bạn nhiều lúc muốn từ bỏ. Bạn có thể cần phải thay đổi cách làm việc của mình để đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu của cấp trên. Đừng nản lòng, rồi mọi chuyện sẽ dần tốt lên, đặc biệt là khi cuối tuần đến, vận trình của bạn sẽ càng khởi sắc hơn. Về phương diện tình cảm của tuổi Đinh Dậu trong tuần không có nhiều tiến triển, bản mệnh có thể cảm thấy thất vọng khi liên tục phải đối mặt với sự tan vỡ trong tình cảm gia đình, kéo theo nỗi đau, sợ hãi và tổn thương. Có thể bạn sẽ cảm thấy muốn từ bỏ tất cả để tìm kiếm sự bình yên. Tử vi tuần cuối cùng, từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Dậu sinh 1957, tức từ ngày 23 đến hết tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, đường công danh, sự nghiệp của tuổi Đinh Dậu có dấu hiệu khởi phát. Bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội để vượt qua các thử thách do cấp trên đưa ra. Một số vấn đề tưởng chừng khó khăn nhưng khi bắt tay vào làm lại trở nên đơn giản và kết quả sẽ rất tốt đẹp. Trong tuần này, có khả năng người tuổi Đinh Dậu sẽ kiếm được khá nhiều tiền có từ cả hai nguồn thu phụ và chính. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh, thu nhập của bạn sẽ khá tốt, không phải lo lắng về tài chính. Tuy nhiên, bạn cũng cần cẩn trọng với những mối nguy hao của mất tiền. Đừng vội tin vào lời mời gọi của kẻ tiểu nhân, vì bạn có thể gặp phải tình trạng thiệt thòi. Xét về tình cảm gia đình trong tuần cuối tháng, mặc dù có nhiều vấn đề phát sinh, bạn vẫn có cách giải quyết chúng một cách ổn thỏa. Hãy cho bản thân thêm thời gian để suy nghĩ thấu đáo. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí,
mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Đinh Dậu sinh 1957 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Thiềm thư. Đối với người tuổi Đinh Dậu sinh 1957 mệnh thổ, thiềm thư phong thủy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hút và bảo vệ tài thám, cùng với việc giữ sự cân bằng trong cuộc sống. Thiềm thư hình dáng tròn trịa, có ba chân. Vị trí đặt thiềm thư trong nhà hoặc nơi làm việc của người tuổi Đinh Dậu có thể tạo ra dòng năng lượng thúc đẩy tài lộc và thuận lợi. Đặc biệt với mệnh thổ, thiềm thư có khả năng định vị và kiểm soát, giúp họ bám trụ vào cơ hội và giải quyết khó khăn một cách linh hoạt. Thiềm thư còn được coi là biểu tượng của sự giàu có và thịnh vượng, biểu tượng cho sự thăng tiến và phát triển trong cuộc sống. Với người tuổi Đinh Dậu sinh 1957, thiềm thư phong thủy có thể giúp tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy sự nghiệp, định hình tương lai và tăng cường khả năng quản lý tài chính. Tỵ hưu. Với người tuổi Đinh Dậu, tỵ hưu có khả năng bảo vệ và hóa giải những tác động tiêu cực. Nó có khả năng đuổi tà ma, xua tan rủi ro và bảo vệ khỏi các yếu tố không mong muốn. Trong cuộc sống, sự hiện diện của tỵ hưu có thể tạo ra một bức tường bảo vệ năng lượng xung quanh, giúp duy trì sự yên bình và an toàn. Bên cạnh đó, tỵ hưu cũng biểu thị sự may mắn và thịnh vượng. Nó có khả năng thu hút tài lộc và tạo ra một luồng năng lượng tích cực trong môi trường. Tỵ hưu tượng trưng cho sự kết hợp giữa khả năng bảo vệ và tăng cường năng lượng, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và thịnh vượng. Thuyền buồm phong thủy. Thuyền buồm phong thủy là biểu tượng mang trong mình biểu tượng về hành trình khám phá và cơ hội mới. Đối với người tuổi Đinh Dậu sinh 1957 mệnh thổ, thuyền buồm có ý nghĩa quan trọng trong việc hướng sự phát triển thăng tiến và mở rộng cơ hội trong cuộc sống. Thuyền buồm là biểu tượng cho sự tự do và khao khát khám phá. Đối với những người tuổi Đinh Dậu sinh 1957, nó có thể thúc đẩy khao khát học hỏi, giúp họ tiếp tục mở rộng tầm nhìn và tìm kiếm những cơ hội mới để phát triển. Thuyền buồm phong thủy cũng có khả năng tạo ra sự cân bằng năng lượng trong môi trường xung quanh bằng cách đặt nó ở những nơi quan trọng trong ngôi nhà hoặc nơi làm việc. Người tuổi Đinh Dậu sinh 1957 có thể tận dụng khả năng hấp dẫn để thu hút những cơ hội thú vị và may rủi trong cuộc sống. Quả cầu phong thủy. Với người tuổi Đinh Dậu, quả cầu phong thủy có khả năng bao bọc và mang đến bình an cho không gian xung quanh. Ánh sáng phản chiếu qua quả cầu tượng trưng cho ánh sáng tinh thần, giúp làm sáng tỏ tâm hồn và thu lại sự yên bình. Đặt quả cầu phong thủy trong nhà hoặc nơi làm việc có thể giúp tạo ra môi trường tĩnh lặng và thuận lợi cho tập trung thiền định và sự sáng tạo. Bên cạnh đó, quả cầu phong thủy còn có khả năng thu hút năng lượng dương tích cực và tăng cường may mắn, sự thành công. Cầu phong thủy tượng trưng cho sự toàn vẹn và cân bằng, giúp tạo ra dòng năng lượng ổn định và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và thịnh vượng. Tượng cá. Cá phong thủy là một biểu tượng mang trong mình với nhiều ý nghĩa tích cực trong văn hóa phong thủy. Đối với người tuổi Đinh Dậu sinh 1957 mệnh thổ, nó có ý nghĩa đặc biệt trong việc tạo ra sự cân bằng và thúc đẩy tài lộc, mang lại may mắn và thịnh vượng cho cuộc sống. Cá thường được xem là biểu tượng của sự giàu có và thịnh vượng, biểu tượng cho tài nguyên dồi dào và khả năng sinh sản. Với người tuổi Đinh Dậu sinh 1957, vật phẩm có thể giúp cân bằng năng lượng, tạo ra môi trường thích hợp để tài lộc và cơ hội tự nhiên đến gần họ. Ngoài ra, tượng cá còn có ý nghĩa về sự bình an và hạnh phúc trong cuộc sống khi đặt nó ở nơi đang làm việc hoặc trong không gian sống. Người tuổi Đinh Dậu có thể tận dụng năng lượng tích cực mà nó mang lại để tạo ra môi trường sự phát triển và thành công. Cây tài lộc. Cây tài lộc là biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn trong cuộc sống, đặc biệt đối với những người tuổi Đinh Dậu sinh 1957 mệnh thổ. Cây tài lộc có thể thu lại những cơ hội mới, thuận lợi và phát triển trong sự nghiệp và tài chính. Hình ảnh cây xanh mọc mạnh mẽ, sức sống, thể hiện khả năng phát triển vượt bậc và tạo nên môi trường thịnh vượng. Cây tài lộc cũng có khả năng hút tài lộc và may mắn vào nhà hay nơi làm việc của người tuổi Đinh Dậu. Hình ảnh cây xanh và quả trái là biểu tượng của sự sinh khí đầy đủ và thịnh vượng,
giúp tạo ra một môi trường tích cực và giàu có. Bí quyết cải mệnh của tuổi Đinh Dậu sinh 1957 từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch này. Người xưa có câu, tiểu phú do nhân, đại phú do thiên, hay có người lại nói đại phú nhờ vào mệnh, tiểu phú nhờ vào căn. Nhưng tất cả chúng đều mang ý nghĩa rằng, một người có thể trở thành đại phú hay không là do ông trời đã định, chúng ta không có cách nào để thay đổi được. Trong khi đó, một người muốn trở thành tiểu phú, người có cuộc sống khá giả thì cần phải có sự nỗ lực cá nhân, cần kiệm mà thành. Hay tạm hiểu rằng, trong mệnh mình có cái gì thì dù hiện tại chưa như ý, nhưng sau này mình cũng sẽ được hưởng mà thôi. Ngược lại, trong mệnh không có thì dù có cưỡng cầu cũng không ích gì, ví như ai có số trung lưu. Do có phúc phần tích từ kiếp trước, nên dù thế nào cũng không đến nỗi nghèo đói, nếu họ gặp vấn đề sẽ có quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên, bản thân dù cố gắng hết sức thì cũng ở mức no đủ, không lên đến đại phú, còn số nghèo thì có thể dùng ý chí để cải thiện số mệnh, nhưng khi cố gắng thì hay gặp trắc trở, không thuận lợi như những người khác, cứ hay lận đận, mà không làm thì không trông chờ được có nhiều sự giúp đỡ, cố gắng hết sức thì cũng dừng ở mức tiểu phú. Còn người nào số đại phú, họ thường được đưa tới những cơ hội để không ngừng vươn lên, tiền bạc có thể đổ về, họ muốn ngừng làm việc cũng không được. Thế nên thông qua câu nói này, người xưa muốn đăng dạy chúng ta rằng, hiện tại của ta dù thế nào cũng không quá quan trọng, chưa giàu thì đừng buồn sầu, mà đang sung sướng cũng đừng vội kiêu căng, dù bạn là ai cũng cứ sống cần kiệm, liêm chính, cứ làm tốt việc của mình là đủ rồi, cái gì là của mình rồi sẽ đến. Câu nói trên rất đề cao việc chúng ta sống cần kiệm nhằm đảm bảo cuộc sống an vui, tránh xa nghèo khó nhưng cũng phải biết đủ, vậy ta phải biết đủ để tâm thôi mệt mỏi. Vì thậm chí trường sinh bất lão hay của cải chất đầy có khi là vô nghĩa, cũng đừng mong làm giàu nhanh chóng vì phước đức của ta cũng chỉ nằm trong một giới hạn nào đó. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.